Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Hoa Đất Sét Ngọc Điệp sẽ hướng dẫn cách chỉnh sửa khi mà shop đóng hàng, gửi hoa đi shop sẽ đóng chỉnh sửa hoa như thế nào để nó gọn lại vận chuyển đi đường xa. Đây cái bình hoa rất là to luôn, nhưng mà mặc dù là shop có nhiều cái video đã hướng dẫn là cách khi mà khách nhận thì có thể tự cắm vào bình, nhưng mà cái này do điều kiện khách quan thì khách không thể cắm được, mà lại do mang đi dân Phật là có thể là sẽ cắm đem trực tiếp dân luôn, chỉ việc chỉnh sửa đơn giản thôi nên không thể tự cắm được. Thì shop đã cắm sẵn keo rất là cứng chắc như thế này, một cái bình hoa rất là to và hoành tráng nha. Đây cái độ cao của cái bình này là cũng 75 cm, các bạn thấy nó rất là cao nha. Đó, đứng che hết cả mặt của mình đó, và ngang như thế này là 50 đó. Nên cái bình để lên nó cũng hoành tráng to lắm. Thì cái việc vận chuyển của mình rất là thật, nói thật là cũng rất khó khăn, đóng hàng cũng hơi cực lắm. Đây bây giờ thì trước tiên các bạn sẽ ngắm một cái bình hoa của mình trước đây nha. Nó to quá đúng không? Để mình nhón lên chứ che hết mặt mình rồi. Đây, cái hoa trong bình này của mình là hoa size số 3, đường kính hoa chỉ là 9 cm thôi, nhưng mà có 5 cái bông hoa và mình cắm nó nhiều hoa lá thì nó cũng rất là đẹp, nó xòe ra rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái cách mà đóng hàng nha. Thì trước khi đóng hàng thì shop sẽ túm cái hoa lại gọn nhỏ như thế này, thì cái hoa nó nhỏ nè, hoa nó túm lại nó nhỏ lại, nó không có còn chiếm diện tích nữa. Rồi shop cũng có làm nhiều cái video mà hướng dẫn mình cắt đó, mình về thì mình chỉ việc bung tháo ra, mình tưng từng cái cánh xuống nè là cái hoa nó sẽ nở to ra thôi. Bây giờ túm lại cho nó gọn nha. Rồi những cái cành này mình đang có bung xòe ra rất là nhiều, thì bây giờ sẽ túm nó vào xếp gọn vô trong. Khi mà mình về để xếp vô trong, túm vô hết thành cho nó gọn trước cái đàn ra các bạn xem, rồi mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh nó bung ra nha. Đây, bung vô cũng gọn rồi đó ha. Mình sẽ xếp cái cây cành thẳng và túm ôm vô theo cái hướng thẳng hết. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này thì các bạn học viên và các bạn làm nghề, cùng nghề thì mình cũng có thể xem cái video này để mà mình biết cách đóng hàng. Tại vì nói chung là Hoa Đất Sét Ngọc Điệp mình đã kinh doanh cũng gần 20 năm về cái lĩnh vực này, và hầu như là gửi hàng đi nước ngoài rất là nhiều, nên cái việc đóng hàng này rất là đơn giản. Nhưng mà sẵn làm cái video để hướng dẫn cho khách và các bạn cũng có thể tham khảo để cái cách đóng hàng nha. Đây cái lá mình cũng sẽ xếp gọn vô nè, các bạn thấy nó rất là gọn rồi đúng không? Đó, nó gọn, túm theo cái xuông thẳng. Nếu mình đóng hàng như thế này sẽ một cái ống nó dài ha. Rồi kỹ việc đây, nếu như mình về thì khách chỉ việc bung cái cành nè. Cái cành đây là kẽm bên trong, nhưng mình dùng cái đất sét loại tốt, nó có cái độ dẻo nên có thể uống chỉnh sửa cái dáng hoa trở ra lại như cũ. Đó, mình tạm thời mình làm vài mẫu cho khách hình dung thôi nha, chứ còn làm tới làm luôn nó mất cái thời gian. Đó, mình chỉ việc bung cái hoa ra ha. Rồi bây giờ mình gọn lại nha, để mình tiếp tục hướng dẫn kế tiếp. Thấy không? Các bạn thấy không? Nó rất là gọn. Nhiều bạn nghe ngại đóng hàng đi gửi xa, nhiều khách ở xa muốn mua mà không biết có an toàn hay không, có hay không còn lo sợ, thì xem video này của mình để mà an tâm. Muốn đặt hàng hoa gì cứ việc liên hệ với Hoa Đất Sét Ngọc Điệp nha. Đây, nó thành một cái khối ống dài luôn rồi. Nhưng mà nếu như mình bị khống chế cái chiều dài thì đây, mình sẽ tiếp tục
Kế tiếp, uống cái cành thấp xuống như thế này. Những cái bông hoa của mình, nên cũng có nhiều bạn nhắn tin nhắn riêng với mình hỏi, bạn làm nghề đó thì hỏi cái cách mình đóng hàng đi gửi xa như thế nào, thì nhờ mình chia sẻ. Thì sẵn hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn cho mọi người xem luôn nha. Đây, nhắc lại là đất sét của mình sử dụng cái loại tốt nên nó có cái độ dẻo, còn các bạn sử dụng loại đất sét lưu ý cái chỗ phần đất sét nó cũng quan trọng lắm nha. Mình có thể uống chỉnh sữa là cái chỗ phần đất sét đó nó quan trọng lắm, nó phải có cái độ dẻo, độ dai. Đó, một tay mình vịn cái cành, một tay mình bẻ gập nhẹ xuống. Khi nào mình về mình chỉ việc bung từ từ, một tay mình vịn nó cành bên dưới, rồi một tay mình kéo nó lên từ từ và mình bung cái bông hoa ra thôi. Đó. Đây, nó thấp xuống cái chiều, nó rất là gọn luôn rồi ha. Đây, mình quay lại chút xíu cho coi. Đó, rất là đơn giản luôn. Nên khách xem cái video này thì cứ việc yên tâm, thích hoa gì cứ việc nhắn với hoa shop là được. Còn phần còn lại đóng hàng, gửi hàng cứ để shop lo nha, yên tâm nha. Rồi khi mình về mình nhận, mình hướng dẫn mình cách sửa, mình bung ra xong rồi thì có thể chụp hình gửi lại cho shop để shop xem là đã như vậy là đã được chưa, hay cần chỉnh kéo cánh, cánh lá chỗ nào nữa thì mình sẽ hướng dẫn lại, mình chỉ và chỉ cần sửa chút xíu thôi là xong thôi. Mấy khách khác trước giờ mình vẫn làm như vậy, nhưng mà tại do mình không có thời gian để làm cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Đây các bạn thấy không, nó rất là gọn rồi nè. Hồi nãy che mặt, mất mặt mình trên đây, giờ nó còn lại có như đây thôi. Rồi bây giờ thì mình đóng hàng thì chỉ việc mình bó cái quấn cái chậu lại bằng những cái xốp nổ, rồi bảo vệ, quan trọng nhất là mình bảo vệ chỗ cái bình này, còn cái hoa mình là đảm bảo luôn là nó không có hư gãy gì hết. Thì phần này yên tâm, chỉ việc về bung cái cành lên và mình uống cánh hoa xè ra là cái hoa nó to thôi nha. Đây bây giờ nó còn lại có chút xíu như này, tức là đóng hàng nó sẽ nằm có như đây, một thùng nó như đây thôi, rất là gọn nha. Rồi xin chào các bạn. Rồi bạn nào có thắc mắc, hoặc là mấy bạn làm nghề có thắc mắc, các bạn học viên gì đó có cần gì thì cứ bình luận bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn thêm nha. Còn khách nào yêu thích loại hoa nào thì cứ liên hệ với shop hoa đất sét Ngọc Điệp, ở đây em sẽ hướng dẫn và làm rất là nhiều loại hoa, đóng hàng phần còn lại của shop, nên các anh chị và khách hàng yêu dấu cứ yên tâm nha. Bye bye.